Hello, ngày mới dân bãi chúc cả nhà dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay dân bãi sẽ xuống chợ hoa của thành phố Tân An, tỉnh Long An để quay cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Cả nhà có hoa triển rồi cả nhà. Quá xá đẹp luôn cả nhà. Cái chợ hoa này quá đông luôn cả nhà ơi. Dân bãi quay từ từ cho cả nhà cùng xem. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cả nhà coi, quá đông luôn cả nhà ơi. Cả nhà thấy quá đẹp không cả nhà? Dân bãi quay chậm cho cả nhà cùng xem. Quá đẹp luôn. Cả nhà con người quá trời luôn cả nhà ơi. Bữa nay quá đông luôn. Cả nhà thấy quá đẹp không cả nhà? Trời ơi, dân bãi quay mà dân bãi thấy quá đã luôn. Ồ, cả nhà có bông cả nhà. Bữa nay chợ bông này quá đông luôn nha cả nhà, người rất là nhiều. Cả nhà xem thông cảm khi dân bãi nha cả nhà. Bông quá đẹp luôn. Cả nhà cô bông cả nhà quá đẹp luôn. Cả nhà cô bông là cả nhà, trời ơi quá xá đẹp luôn. Dân bãi quay bông cho cả nhà xem. Dân bãi quay từ ngọn tới gốc nha cả nhà. Quá đã luôn. Cả nhà thấy quá đẹp không? Trời ơi, cái chậu lý tưởng luôn cả nhà. Quá đã. Cái này nguyên một cặp luôn cả nhà. Đầu vô bông nó đẹp. Đầu vô cái chậu đẹp. Ồ, cả nhà coi cái gốc mai này cả nhà. Quá đẹp luôn. Cái này cả cảnh tối rồi cả nhà, thông cảm cho dân bản nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Mai vàng quá đẹp. Đông vui không cả nhà? Cả nhà có cái mai vàng quá bự luôn, quá đã luôn cả nhà.
nay quá đông luôn nha cả nhà, có hơi tối cả nhà thông cảm cho dân bãi nha cả nhà. Cả nhà thấy quá đã không? Ôi cả nhà có mấy cây kiển này cả nhà, quá đẹp luôn. Cả nhà có hoa nè, hoa nè, hoa gì mà quá đã luôn cả nhà ơi. Ôi cả nhà câu bông giấy nè cả nhà, quá đã luôn. Bông quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ồ con mai vàng bông ta. Bông quá đã luôn cả nhà ơi. Dân bãi thấy quá mê luôn, quá đã góc mai vàng đẹp. Ôi bên kia coi cả nhà coi bông vàng kìa. Ôi cả nhà coi bông nè cả nhà. Trời ơi quá đã luôn. Quá đã bông luôn. Cả nhà coi cái chậu cũng đẹp nữa nè cả nhà. Dân bãi đi từ từ cho cả nhà cùng xem với dân bãi nha cả nhà. Ôi mai vàng nhỏ nhỏ hằng hà luôn cả nhà, quá đã luôn. Ôi cả nhà coi cái tóc trắng cả nhà, lùm đùm luôn nè cả nhà. Nhà thấy quá đã không, mây vàng lên luôn cả nhà ơi. Dân bãi thấy mê luôn, quá trời bông luôn cả nhà ơi. Cả nhà có bông nè cả nhà, quá đã. Cả nhà có bông rồi cả nhà. Nhà có cái mai vàng bông đặc nhánh cả nhà. Cả nhà coi bông dân bãi quay cho cả nhà xem, trời ơi quá đã luôn. Cả nhà thấy bông quá đẹp không cả nhà, trời ơi bông trong cả nhà. Cả nhà thấy quá đẹp luôn cả nhà, gặp bãi thấy quá mê luôn nha. Có bông nè cả nhà, mai vàng chậu quá đẹp luôn cả nhà. Quá trời nhiều luôn cả nhà ơi. Dân bãi thấy quá mê luôn. Cả
quá đẹp luôn cả nhà ơi. Nhà có bông à. Quá đã luôn. Cả nhà có cái tóc nè cả nhà. Dòng bãi quay tận cảnh cho cả nhà coi trái nè cả nhà. Quá đẹp. Cái nhà có cái mai vàng nè cả nhà. Nó nhỏ màu bông. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đủ thứ bông luôn nha cả nhà. Cả nhà có bông nè cả nhà. Trời ơi. Quá tuyệt vời luôn. Quá đã luôn. Dân bãi quay toàn cảnh cho cả nhà xem nha cả nhà. Nhà có bông giấy nè cả nhà. Trời ơi đẹp. Bông nè cả nhà. Trời quá đẹp luôn. Ôi ôi bông nó đẹp. Ôi cả nhà coi kìa. Cái vườn hoa quá đã luôn. Mấy cái chậu bông quá xá bự luôn cả nhà ơi. Bông quá đẹp. We'll be right back.
phải thì tới luôn cho cả nhà cùng xem bông nó đẹp nha cả nhà. Cái cây bên tay trái này cả nhà, quá đã. Cả nhà coi cái mai bông cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi. Bông mai vàng chậu nhỏ 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 quá đẹp luôn cả nhà ơi. Mấy cái chậu mai vàng nhỏ nhỏ quá đã luôn, quá trời bông luôn cả nhà ơi. Trời ơi nó quá đã luôn. Cả nhà có bông nè. Từ gốc tới ngọn luôn, quá trời bông luôn cả nhà ơi. Quá đẹp. Nhà thấy quá đẹp luôn cả nhà. Ôi ôi. Cả nhà coi. Bông giấy nè cả nhà. Quá đã luôn. Bông từ gốc lên tới ngọn luôn cả nhà. Trời ơi. Quá đã. Cả nhà coi cả nhà. Quá trời người đông luôn cả nhà ơi. Quá vui, quá đông luôn cả nhà. Cả nhà coi xe chạy đang kẹt luôn nha cả nhà, chắc phải nói rồi mà cả nhà nghe mà không rõ, cả nhà thông cảm cho chắc phải nha cả nhà. Quá đẹp luôn cả nhà. Cả nhà thấy cái chợ hoa này quá đẹp không cả nhà. Thôi dân bãi xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy dân bãi có hay thì cả nhà cho dân bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi có động lực quay những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.